Kỷ niệm khó quên. Nước Mỹ, năm 1890. Có ai ở nhà không? Nghe nói gia đình mình mới chuyển tới đây. Thay mặt cho cư dân ở đây, xin tặng gia đình một chậu cây trạng nguyên chào đón năm mới. Dạ, cảm ơn ông nhiều. Xin hỏi tên của... Libby, cô... Anh bất ngờ đây sao? 15 năm trước, Ok, cậu xem nè, chiếc ống nhòm này có thể giúp mình nhìn xa vài km đó. Ủa Booker, cậu tới lúc nào, sao không gọi mình? mình vừa tới thôi. Cô bé ban nãy là... Con bé nào cơ? Có phải cậu muốn hỏi về Blacker, em gái mình? Nó vừa về đây nghỉ hè tuần trước. Cái thứ sến súa điệu đà chảy nước á, cậu quan tâm làm gì? Có cái này, bố mới cho nên mình mang tới khoe cậu. Wow, ống nhòm xịn của quân nhân đây mà. Lớn lên, cậu sẽ nối nghiệp cha chứ. Ừ. Bùm, trúng đạn rồi nha. Nè, hay chúng ta rủ thêm em gái cậu chơi cùng. Mỗi lần quân nhân bị thương thì cần thêm y tá chăm sóc chứ, phải không? Cũng được. Để tớ rủ em gái Blacker và cả cô em họ Lippy nữa. Như vậy mới có đủ y tá cho hai phe. Bùm, trúng đạn rồi nha. Này Blacker, mày làm y tá thế thì chết người ta đó. Phải dùng gạt cầm máu rồi mới cuốn băng chứ. Thưa cây à, cậu ấy chỉ đùa thôi mà. Em không chơi nữa đâu. Em không thích trò này. Không muốn làm y tá và đánh trận giả đâu. Nếu làm y tá, em sẽ giúp được rất nhiều bệnh nhân đó. Đất nước chúng ta đang trong chiến tranh mà. Em muốn trở thành ca sĩ, hát những bài hát lãng mạn cơ. Vậy hả? Mẹ anh trước đây cũng muốn làm ca sĩ. Cuối cùng, bà lại trở thành y tá. Bà đã chăm sóc ba anh khi ông bị thương trên chiến trường. Sau đó, họ đã lấy nhau. Vậy hả? Mà anh bất ngờ nè. Tuần sau em sẽ trở lại trường học rồi. Chắc sẽ không gặp anh luật nổ đâu. Nhanh như vậy sao? Một tuần sau. Blacker, đi thôi. Bọn mình sắp trễ rồi đó. Chào Booker hả? Tình ngốc đó chắc đang buồn tới nỗi không thể tới đây được đâu. Blacker, chờ đã. Tặng em. Hẹn gặp lại. Vì vậy Blacker, chúng ta sắp muộn vì những thứ vớ vẩn này đó. Anh Booker là bạn thân của anh trai mình. Anh Booker, cậu ấy là Lush, con trai có một nhạc sĩ tài năng á, là người sẽ cùng học trường âm nhạc với em sắp tới. Lấy cơ, ngồi chắc nha. Lát cơ, tặng em chiếc ghim cài áo. Đây chính là kỷ vật ba đã tặng mẹ anh. Hãy biên thư thường xuyên để anh biết tình hình của em nha. Bất cơ, mình thật sự mến bất cơ quá. Nhưng hình như anh ấy chỉ coi mình như em gái thôi. Lát cơ, anh đã tặng em chiếc ghim cài áo ba mẹ tặng, thứ kỷ vật mà anh trân trọng nhất. Hy vọng em hiểu, nó là tấm chân tình của anh. Không ngờ 60 năm sau lại gặp lại em Libby. Em vẫn chẳng thay đổi gì. Sao lại không chứ? Giờ chúng ta đều là những ông bà lão hết rồi. Blacker, cô ấy vẫn khỏe chứ? Blacker cô đơn lắm. Chị ấy giờ chỉ có một mình thôi. Vậy còn chồng của cô ấy đâu? Anh đã nghĩ rằng Blacker sẽ sống hạnh phúc trong từng ấy năm. Blacker thật bến, em vẫn khỏe chứ?
Tuần vừa rồi anh đã chính thức nhập ngũ, tiếp nối sự nghiệp của ba anh. Đối với anh, điều này thật thiêng liêng. Anh Parker, sắp tới em sẽ tham gia buổi nhạc kịch của trường Romeo và Juliet. Em sẽ đóng vai Juliet, còn Romeo sẽ do Los đóng. Giá mà anh được xem vở diễn đó. Lucker, em rất háo hức với vở nhạc kịch và cậu bạn đẹp trai, con nhà giàu phải không? Còn anh thì... Lucker thân, giờ này chắc em đã diễn xong vở Romeo và Juliet rồi phải không? Anh ước gì... Parker, về đơn vị gấp! Cái chân này của tôi đã không còn. Tôi e rằng mình không thể làm chỗ dựa cho ai được nữa. Vậy mà những lá thư của Lucker gửi đi đều không nhận được hồi đáp. Chị ấy cứ nghĩ rằng anh không còn quan tâm đến mình nữa. Cuối cùng, chị ấy đã gật đầu lấy Lush rồi. Hẳn là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Họ môn đăng hộ đối và đều say mê âm nhạc. Không phải, chị ấy không thôi nghĩ tới anh, không ngừng tự hỏi anh đang sống ra sao. Nhưng Lush đã làm giả giấy báo tử của anh, khiến Lucker đồng ý cưới Lush. Nhưng giờ họ đã ly thân trong nhiều năm nay rồi. Vậy sao? Lucker, nếu như anh biết được điều này sớm hơn. Thật ra tôi chưa từng quên em. Parker à, anh hạnh phúc chứ? Anh hẳn đã kết hôn với ai đó. Không, tôi, trái tim tôi chỉ có duy nhất hình bóng của Lucker thôi. Thật là hai con người này, tại sao tới tận bây giờ, thật là có duyên mà không phận mà. Có chuyện gì mà em gọi chị tới gấp quá vậy hả, Lippy? Chuyện gì à? Chuyện mà đáng ra 60 năm về trước chỉ nên làm đó, Lucker à. Chiến tranh đã gây nên nhiều vết thương, giờ là lúc chúng ta nên hàn gắn vết thương đó lại. Lucker, rất vui được gặp lại em. Parker sao? Parker, sao anh... Chân của anh... Lucker, em vẫn như ngày nào. Yêu nhau sẽ lại về với nhau. Viên uống Omega 369 Royal cho trái tim bền bỉ do mắt sáng tin anh. Royal nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạm Ma. Trở về rừng xanh. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của Marcos Rodriguez Batoza tại Cordoba, Tây Ban Nha vào những năm 1950. Dãy núi Sierra Morena, Tây Ban Nha năm 1946. Anh gì? Dì ơi, tha cho con đi. Marcos, mày ngồi yên đây sám hối về lỗi làm ngu ngốc của mình đi nha. Bảo đi chăn đàn bò mà cũng để bò đi mất cả đàn hả? Nhà tao đâu phải thừa cơm để nuôi không mày hết đời hả? Dì ơi, trong rừng này tối lắm, con sợ lắm. Dì đừng bỏ con ở lại mà. Thật xui xẻo cho tao khi đã đi lấy người đàn ông nghèo khổ xấu số ấy và trở thành mẹ kế của mày. Nuôi mày đến năm 7 tuổi là quá đủ rồi. Đừng quay về làm cái nợ. Thank you.
chui vào cửa hàng này cho ấm hơn tí được không ta? Hả? Đám cục bông biết thỏ kia là con gì thế? Ôi, tấm nệm bông này thật ấm áp, mượt mà làm sao? Bóng đèn khổng lồ kia là cái gì thế? Đừng, sói mẹ đừng giết con. Con không làm hại gì con của bà đâu. Tha cho con chỉ vào đây tìm chỗ trú thôi ạ. Tụi con đã nằm ngủ rất ngon như những người bạn. Cảm ơn, sói mẹ, cậu xin bà đừng ăn thịt con. Hả? Bà muốn con ăn cái này ư? Cảm ơn bà, sói mẹ. À, thích quá, gió mát rượi. Này thật là tốt biết mấy. Hóa ra ở với sói lại vui và ấm áp như vậy, hơn gấp vạn lần ở với mẹ kế. 12 năm sau. Vào chiều tối ngày hôm qua, khi hai viên cảnh sát đang tuần tra khu vực Morena, đã phát hiện ra một cậu thiếu niên, tạm xác nhận là 19 tuổi, sinh sống trong rừng cùng bầy sói. Tuy rất nhiều năm chỉ giao tiếp với loài vật, cậu thanh niên vẫn phát âm được tên của mình và còn nhớ được ít vốn từ của con người. Trại mồ côi, thị trấn Galicia. Đừng cắt! Nào cậu bé, ngồi đây để ta cắt tóc đi. Đừng có ngọ nguậy như con khỉ thế. Ghê thật, tóc tai xòm xòm quá. Đừng cắt vào cổ tôi. Cái giường này lạnh quá, ước gì được nằm ngủ với mẹ sói. Nè thằng người rừng kia, còn không mau mang bát lại đây. Thích nhịn đói hả? Phải ngồi ăn trên bàn chứ. Không ai dạy mày điều cơ bản như vậy à? Trời đất ơi, nhìn nó kìa, nó cười quá. Ăn súp nóng mà lại cầm tay bóc làm sao? Phải cầm thìa súp chứ. Cầm thìa đi, hiểu chưa? Cháu không biết. Đúng là sói chứ không phải người. Liêu liêu thằng người sói. Ê chú mày, ban đêm hình như nó còn tru lên như người sói cơ đó. Làm tao không thể ngủ nổi luôn. Thằng người sói này có vẻ dễ bị lừa đó. Khi nãy tôi nói gì nó cũng tin. Để thử trêu nó xem sao. Marcos, anh bạn người sói, hôm nay là ngày chúng tôi được nghỉ. Anh phải phát hết đống gỗ đằng kia lên công trường nha. Marcos, sao cậu lại làm đến giờ này? Những người kia đâu? Họ nói tôi phải bê hết đống gỗ này lên công trường. Còn nhiều quá chưa phát hết được. Họ lừa cậu rồi Marcos. Họ thấy cậu mới đến làm việc, không biết gì nên bắt nạt đó. Làm gì có chuyện ngày trong tuần lại được nghỉ ngơi thoải mái thế chứ. Tôi có làm gì hại đến họ đâu. Tôi không muốn ở đây nữa. Marcos, cậu đi đâu đó? Người sói,
phát hết cổ chưa mà đã ra đây? Ngày mai vẫn là ngày nghỉ của chúng tôi nha. Đúng là thằng ngốc rừng rú. Con người thật tàn nhẫn máu lạnh. Mình phải quay lại với mẹ sói, về phía rừng núi và nơi thuộc về mình thôi. Mẹ sói, là con đây, là con trai của mẹ đây. Mẹ không nhận ra con sao? Mẹ sói, là con thật mà. Con không muốn rời xa mẹ nữa, là họ đã ép con trở về. Nhưng nơi đây mới thực sự là nhà của con. Nơi đây con mới nhận được tình thương của mẹ. Mẹ không nhận con nữa sao? Mẹ sói, mẹ tránh xa con vì con có mùi con người. Con biết đi đâu về đâu bây giờ? Mình không còn nơi nào để đi hết. Mình không có nhà để về. Ngay cả mẹ sói cũng không xem mình là con nữa rồi. Mình... Marcos! Marcos! Ăn đi Marcos! Ăn cho ấm bụng! Tôi căm ghét thế giới loài người. Tôi vốn dĩ không thuộc về nơi này. Thà rằng tôi cứ ở lại với mẹ sói, có khi còn tốt hơn. Đừng bi quan thế. Bản chất cậu vẫn là cơ thể của loài người. Vì cậu sống quá lâu với sói nên dần bị thuần hóa. Loài người thì cũng có người tốt người xấu. Quá ít thời gian để cậu gặp đúng người thôi. Sami, chỉ có cậu là tốt với tôi. Omega 369 Royan do trái tim bền biển, do mắt sáng tinh anh. Royan nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạm Ma. Chuyến tàu cuối ngày. Tháng 8 năm 1980. Anh Phúc, chân còn chưa vững mà đã xách nước tới cây rồi. Để đó lát nữa em làm cho. Em không thấy bác sĩ bảo đôi chân của anh như có phép màu à? Chẳng khác gì người bình thường nữa rồi. À, ban nãy em có gặp anh bưu tá. Anh ấy bảo anh có thư này nè. Thư từ thành phố gửi về đó. Trời ơi, họ thông báo là cuốn tiểu thuyết của anh được giải đặc biệt trong một cuộc thi và được chọn để sản xuất phim đấy. Vậy là tác phẩm kịch bản của anh tâm huyết suốt 5 năm qua đã có thành tựu rồi. Họ bảo tuần sau là lên thành phố nhận giải rồi. Anh hồi hộp và xúc động quá à. Em cũng vậy. Em sẽ đi ra ga mua vé tàu luôn cho anh nha. Lên tới nơi thì báo về cho em biết một tiếng. Đi cẩn thận đó. Chân của anh còn chưa lành hẳn đâu. Anh biết rồi. Không phải lo cho anh đâu. Xin anh hãy cho biết tác phẩm của anh đã đạt giải nhất. Điều đó có ý nghĩa gì với anh ạ? À? Giải thưởng lần này đã làm thay đổi con đường sự nghiệp của tôi rất nhiều. Đặc biệt là tác phẩm còn được một nhà sản xuất chọn để làm phim. Xoay mang cả cốc chén lên làm gì? Anh làm xong dự án phim lần này, anh sẽ lại về nhà thôi. Em biết là anh thích uống trà nên mang thêm bộ ấm. Cuối tuần này anh có về nhà không? Cô Tí cứ nhắc bố mãi. Chắc tuần tới anh bận,
có gì anh sẽ gọi về cho cô tí nha. Anh Phúc chờ một lát nha, diễn viên Thanh Mai sắp tới rồi đó. Lần này tôi định nhắm cô diễn viên này vào vai chính, anh là tác giả kịch bản, tôi muốn anh cũng xem xét có nên không. Em chào hai anh. Hai anh đợi em lâu chưa? Anh cũng mới tới. Còn đây là biên kịch Minh Phúc, em hãy làm quen với anh ấy đi. Mẹ ơi, tuần này bố có về không ạ? Bố bận không về được con à. Lâu lắm rồi bố không về với tí mẹ ha. Bác vừa nghe cô tí nhắc bố Phúc phải không? Chắc bố Phúc quên mẹ con tí rồi, gần một năm rồi không về. Có khi bố Phúc lấy vợ khác rồi cũng nên. Thanh Mai, anh rất ngạc nhiên khi hôm nay lại được một diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp mời đi ăn thế này. Chả nhẽ anh Phúc không nhận ra là em có cảm tình với anh sao? Anh vô tình quá đó, em giận cho mà xem. Anh thấy tay của em có đẹp không? Ngón tay thon dài và nõn nà, sao mà không đẹp cho được. Anh uống trà đi, em vừa pha đó. Trời ơi, tay của cán bộ nông nghiệp có khác, vừa thô vừa ráp. Tay em thô như vậy nhưng chồng không chê là được rồi. Anh Phúc, anh đang nghĩ gì vậy? Không có gì đâu. À mà vợ anh có đẹp bằng em không? Cô ấy... Thanh Mai, em mang vali đi đâu đấy? Em tới đây ở với anh luôn chứ đi đâu. Sao đấy em? Tới đây làm sao được? Nhỡ ai biết thì sao? Ai biết cũng kệ đi. Mà anh định giấu mối quan hệ này đến bao giờ? Anh không định cho em một danh phận à? Anh nói sẽ chọn em mà, tại sao vẫn chưa nói chuyện với chị ấy? Cũng phải từ từ chứ. Thảo chưa biết chuyện giữa chúng ta, anh sợ cô ấy sẽ sốc. Tới bao giờ chứ? Anh chọn đi, hoặc em hoặc chị ấy. Em không muốn cứ sống cảnh lén lút mãi như thế này. Dù sao anh với Thảo còn có cô tí. Trời ơi, tôi thật là ngu ngốc. Bao nhiêu đại gia săn đón tôi không màng tới, vậy mà anh chỉ coi tôi là kẻ qua đường. Anh không có ý định nghiêm túc với tôi. Thôi được rồi, anh sẽ nói chuyện với Thảo về chuyện của chúng ta, được chưa? Anh nói thì phải làm ngay đi đó nha, em không chờ đợi được nữa đâu. Trong tuần tới anh phải về làm thủ tục ly hôn đó. Xin lỗi anh, chỗ này chật quá cho nên... Không sao đâu. Em à, bác sĩ bảo anh không thể đi lại được đâu. Em sẽ không bỏ cuộc đâu, còn nước còn tát. Em tin là với sự kiên trì của em, đôi chân của anh sẽ được đi trở lại mà. 5 năm sau. Anh Phúc à, em đã bảo anh tập đi thì phải đứng sát tường mà bám vào, nhỡ ngã thì sao? Em đứng lùi ra, nhìn anh đây này. Hả? Trời ơi, anh đi được rồi nè. Đã 5 năm kể từ ngày tai nạn đó xảy ra, anh cứ tưởng phải gắn bó với cái xe lăn này cả đời cơ. Em mừng quá. Thở nào lúc nãy hướng dẫn bà con trồng giống khoai mới, mắt em cứ giật giật hoài à. Hóa ra là vì chuyện này. Trời ạ, cán bộ nông nghiệp bà mê tính thế. Mắt em giật chắc là thiếu ngủ do cả đêm hôm qua bóp chân cho anh đấy. Ngày hôm nay anh đi lại được là hoàn toàn nhờ công của em. Nhất định không chịu bỏ cuộc, ngay cả khi bác sĩ nói không thể. Mình đang trở về để nói lời chia tay với Thảo. Mình phải nói sao để không làm cô ấy tổn thương? Hay là...
Ừ, Thảo, sao em lại đứng đây? Em đứng chờ anh mà, anh về rồi à? Ừ, anh đâu có báo là anh sẽ về đâu. Sao em biết bà ra đây chờ anh chứ? À, bố đã về rồi. Cô Tí ở nhà có ngoan không? Mẹ bảo con rất ngoan, chỉ trừ những lúc khóc nhẹ vì nhớ bố mà thôi. Giờ bố về với cô Tí rồi này. Mẹ ơi, giờ bố đã về rồi. Mẹ không phải ngày nào cũng ra cổng chờ bố nữa rồi. Ờ, ngày nào em cũng chờ anh ư? Ngày nào cũng vậy, cứ nghe thấy tiếng còi tàu cuối ngày, mẹ lại ra đây ngóng bố. Mẹ bảo nhất định bố sẽ trở về ạ. À, bố ơi, bố vào nhà xem cuốn tập vẽ của con đi. Ngày nào con cũng đợi bố về để cho bố xem hết. Cô khen con vẽ đẹp, sau này có thể trở thành họa sĩ đấy. Anh à, khi nào anh trở lại thành phố để em chuẩn bị xếp đồ cho anh? Anh sẽ không đi nữa đâu. Từ giờ anh ở nhà với hai mẹ con em. Anh đã để em phải chờ đợi suốt một năm qua rồi. Ngày nào em cũng ra cổng chờ anh. Sao mỗi tiếng còi tàu như thế ư? Thật chứ? Chắc có lẽ trên đời này không có người vợ nào thương mình hơn Thảo. Anh xin lỗi, chỉ vì một chút ngã lòng, suýt nữa anh đã đánh mất người vợ thương yêu mình hết lòng rồi. Cô Tí, từ giờ bố sẽ ở nhà với hai mẹ con cô Tí và không đi đâu nữa nha. À, thật cả bố, bố ở nhà với hai mẹ con, không đi đâu nữa nha. Bố không đi nữa đâu, bố sẽ mãi mãi ở đây bên cạnh hai mẹ con. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.